Thưa quý vị và các bạn, xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Gần 2 hectare rừng này trước đây, gia đình chị Vàng Tà Mẩy ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát trồng cây sa nhân. Năm 2018, giá thu mua quả sa nhân thấp. Được hội phụ nữ xã tuyên truyền, chị Mẩy mạnh dạn chuyển đổi sang trồng quế. Được hỗ trợ thêm về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, hiện rừng quế của gia đình chị phát triển tốt, hứa hẹn cho nguồn thu nhập khá. Trồng sa nhân chăm sóc vất vả mà giá cả bấp bênh, giờ thu bán cũng chả được là bao. Giờ mình chuyển sang trồng quế, cũng được đi tập huấn tham quan các mô hình trồng quế cho thu nhập cao thì cũng kỳ vọng lắm. Với gần 100% phụ nữ làm kinh tế dựa vào nông nghiệp, ngoài duy trì các mô hình trồng cây ăn quả ôn đới, Hội Phụ Nữ Phường Ô Quý Hồ, thị xã Sapa đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chị em hình thành các mô hình mới như trồng nho Pháp, dâu tây, ngoài trời, kết hợp đón khách trải nghiệm để nâng cao thu nhập. Cũng muốn là giúp cho chị em phát triển từ cây nho. Về cái thứ nhất là về cái khoa học kỹ thuật cũng như là cái về các cái mở các lớp tập huấn hoặc là về cái hướng dẫn để cho chị em phòng ngừa được cái sâu bệnh cũng như là nhân rộng thêm được các cái giống cây này đến với nhiều hộ gia đình khác. Lan tỏa phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách. Thông qua 566 tổ tiết kiệm vay vốn đã tạo điều kiện cho trên 19.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Riêng Sapa có 55 tổ tiết kiệm vay vốn do hội phụ nữ quản lý với 1.964 tổ viên tham gia. Phối hợp cùng với các hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ cho chị em hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế, cũng đã hỗ trợ cho được trên 20 các nữ doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức cũng như là thành lập được 5 hợp tác xã và tổ hợp tác trong cái việc khởi nghiệp, đặc biệt là có những cái tổ hợp tác đã được tham gia các cái chương trình khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tổ chức. Thông qua các hoạt động đồng hành hỗ trợ của Hội Phụ nữ, hội viên phụ nữ đã và đang phát huy tốt năng lực sở trường để hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó từng bước khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội tại địa phương.